Xin chào mọi người, mình tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay mình giới thiệu về món ăn Nhật Bản Cup Noodle Matcha. Matcha Cup Noodle và Matcha. I have a cup noodle. I have a matcha. Cup noodle matcha. Các bạn có biết matcha không? Matcha là trà kiểu Nhật Bản. Mình bắt đầu mở đi. Phú là matcha và hải sản. Mình cho 3 phút. いただきます. Matcha. Phú này là matcha. Vì đây là hải sản, matcha đi vào cup noodle nên rất rất dễ chịu, rất rất ngọt ngào. Mới gì nè, thật ngon. Chắc chắn mình mua cái này. Tối ấm xong rồi. Cái này rất ngon. Tức là chúc mình ăn cái này. Mình không thấy có ngon. Nhưng mà khi ăn cái này rất rất ngon. Các bạn hãy ăn đi. Nhưng mà có cái này ổn xíu tí Nhật Bản. Tiếc quá. Nè, các bạn hãy đi đến Nhật Bản. Bye bye.